Like xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay tiếp tục like thăm bảy sóc nữa nha cả nhà. Lời nói đầu tiên like cũng không quên cho like gửi đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Đồ nghề của like bữa nay chuối và tổ lưới nha cả nhà, cũng vẫn như xưa. Like hy vọng bữa nay dính hàng khủng cho cả nhà xem sướng sướng nha cả nhà. Bữa nay là like đặt bẫy lớn cũng được mười mấy cái nha cả nhà, cây 13, 14 cái vậy, còn nhiêu là bẫy nhỏ hết nha cả nhà, bẫy nhỏ là tới 20 mấy cái luôn. Like xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo like để trải nghiệm chuyến thăm bẫy sóc hôm nay, coi có hàng khủng xem sướng sướng nha cả nhà. Like hy vọng bữa nay có hàng khủng gỡ nợ lại mấy chuyến thăm vừa qua nha cả nhà. Chừng nào tới cái bẫy đầu tiên like quay lên chia sẻ cho cả nhà xem nha cả nhà. Mình tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên nha cả nhà. Bẫy đầu tiên là đặt thuốc ở trong này, chui vô rồi vướng gầy dây chặt cây còn rồi cái đầu tiên hốt mở hàng, hốt hàng khủng luôn cả nhà. Quả đã vô mảnh là ghen cả nhà, vô rồi. Đó. Nó vô cái bẫy này, cái cắn lò xo cỡ này là cái nhà banh hết trơn, không còn gì luôn cả nhà. Lò xo lớn cái gì đó. Trời ơi, con này luôn bưng sảy luôn. Rồi. Quá khủng rồi. Thật biết. Lâu lắm lại mới có cái cảm giác này nha cả nhà. Con này chắc có khoảng ký ăn lên. Một ký mà lò xo nó quơ quơ cỡ này nè cả nhà. Thật biết chưa? Để lại đem ra ngoài. Vô rồi. Cho cái nhà xem sướng sướng nữa, đem ra ngoài lại bắt luôn nha cả nhà. Đó. Y. Giờ không còn cái gì hết trơn. Kiếm đồ cuộc rồi luôn. Lò xo nó cắn hết trơn, gũi chân luôn rồi. Coi cái nào nó bư kìa cả nhà. Đó, mỗi lần dính nó là tan tành hết trơn cái nền cả nhà. Banh nhạnh luôn, lò xo cộng ba lớn nè. Lò xo này là cộng lỗ một thân nè cả nhà. Lò xo lớn á. Mà cái móc cắn cùng quát. Cắn lú ngoài luôn nè. Đó. Quát cái này luôn rồi cả nhà. Khiếp chưa? Y. Hết biết thiệt. Để lại đem ngoài cái là lại bắt cho cả nhà xem cả nhà. Sướng rồi. Mới vô cái bẫy đầu tiên. Có tiền. Hết biết cả. Lại bắt nó ra luôn nha cả nhà. Đây. Trộn heo hay trộn gì anh ơi? Trộn heo. Ừ khủng à. Nay vô hàng khủng, bữa nay lại mới có cái cảm giác này nè cả nhà. Hết biết thiệt, biết bao lâu rồi lại mới được cảm giác ngày hôm nay. Xuống chưa, để lại bắt ra luôn nha cả nhà. Ký mấy con này, ký mấy quả đã. Bánh lò xo luôn. Không giữ ghê thiệt á. Quánh là cái nhỏ tắp đi liền. Con này chi mấy? Banh ở trên cái bẫy. Còn gì ở đâu? Còn hai móc không có móc rồi, rớt ra luôn rồi. Không có móc rồi sảy rồi. Không có móc rồi sảy rồi. Còn cái bẫy của lại bây giờ cái này cái nhà giờ hai cộng lò xo rồi cả nhà. Gối đanh luôn, banh ra luôn. Không nhờ hai cái móc này là tiêu đi bụi nha cả nhà. Khủng khiếp chưa? Con này chắc nhà lai gần đây nè cả nhà. Chắc lai hồi lai đem mấy con này lai về đem về nhà lai rộng nha cả nhà. Với lại đi thăm mà tới 2 giờ chiều quá. Tại con này nó sẽ mệt, nó đuối, nó chết luôn nha cả nhà. Bởi vì bữa nay lai thăm số lượng lớn, gần 40 cái luôn nha cả nhà.
bẫy lớn bẫy nhỏ khoảng đâu 37-38 cái đó. Mới vô đầu rồi bán hàng gì là sướng nghe cả nhà, đã quá, hết biết ngon lành. Cái bẫy này đem về nhà luôn. Cái kế tiếp lại quay cả nhà xem cả nhà. Đây đây đem về đây bỏ nó trong trong chuồng cả nhà. Mà anh lại anh mua luôn rồi cả nhà. Anh mua đây. Chào cả nhà các anh. Anh lại anh mua luôn rồi cả nhà, lại bán luôn. Chút lại cho cái nhà xem thành quả lại bán nó nghe cả nhà. Quá hung dữ. Chừng nào tới cái tiếp tục like quay like chia sẻ cho cái nhà xem cái nhà. Tiếp tục trong đây like có con cái nha cả nhà. Hồi nãy lại bán con tròn được 1,5 kg nha cả nhà. Ngon lành. Quá đã. Hốt thêm em chuột nữa cả nhà. Lại nói không ai khi cả nhà không tin like cả nhà. Bảy này like bảy cả nhà. Là 20 cái là bảo đảm luôn. Tua mới nha cả nhà. Là dính bèo gì cũng giá 18 cái. Dính cái gì cả nhà. Mà lai quay số phần nào thôi nha cả nhà. Cho lai quay mấy tua dính chuột lẹ lẹ chút cả nhà. Chớ mà quay hết luôn ha. Cả tiếng hồ chưa hết dính chuột nha cả nhà. Hết biết thiệt. Lại sáng bán còn trộn được 1,5 kg thấy ngon lành. Tiếp tục trong đây là có một cái nha cả nhà. Người ta đốn cây sát bên luôn. Mà cái bẫy lại đặt quá kín nha cả nhà. Dính em chuột. Đốn cây để chặt ra bỏ tàn đóng nó kìa cả nhà. Đó. Cái bẫy lại đặt đơn giản mà, người ta không nghi ngờ tới. Bẫy lại đặt bên kia là mất rồi. Như là cho dù tôi lưới cái tiếp được quay cả nhà xem cái nhà. Chuột thì dính đầy. Bữa nay dắt chuột về tiếp tục nữa cả nhà. Mà có hàng khủng. Tiếp tục là chuột nữa cả nhà. Trời ơi cái bẫy im hết thế dính chuột trời. Không có con có gì bằng. Thật biết thiệt. Như là cho dù tôi lưới cái tiếp được quay cả nhà xem cái nhà. Trời ơi cái bẫy im. Dính ngang nữa cả nhà. Con này phá lắm nghe cả nhà. Mà lai thấy con này lai tu nghiệp với cả nhà. Lai thả lại. Chứ thả người ta thấy cả nhà. Bị người ta trồng trái cây á. Người ta la là. Mình không có quyền để giết nó đâu cả nhà. Những cái con gì không ăn được á thì mình nên thả, đừng nên giết nó cả nhà. Để lại bỏ mồi lại đặt lại. Tiếp tục ở đây lại có con cái nha cả nhà. Rồi kìa, ở xa thấy dính chuột cái gì cả nhà. Lại còn ngủ nữa, mai mê say ăn no ngủ mê say. Để lại bỏ túi lưới cái tiếp là quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây lại có con cái nha cả nhà. Lại dính gì đây. Rồi kìa. Cái chừng đó dính chuột nữa cả nhà. Đó. Cái bẫy lớn. Ở đây là hai cái cả nhà. Một cái đặt trên cây. Một cái lại đặt dưới đất. Một em. Đây rồi. Đây xuống thành cái dưới này luôn. Rồi. Rồi vô nữa. Ôi. Ngon lành à. Ôi. Hút bồ trao nữa. Trúng cặp rồi, đương cặp rồi. Quá đã. Ô, nó kêu đó cả nhà, nó kêu đó. Quá nó kêu kìa. Quá trời luôn chưa. Đó. Bay cả nhà. Thấy dính con này đâu bu lại kìa cả nhà. Tán thần không? Quá trời rồi. Thấy dính con này nó bu rồi cả nhà.
vô vô. Đây là cho cả nhà. Xuống à, nguyên cặp rồi. Trời ơi đẹp. Trời ơi. Về được nguyên cặp luôn rồi cả nhà. Quá đã, quá đã. Hai em. Để lại cho nó vô túi lưới để thôi nó dẫy hồi ấy cả nhà. Mệt tội nghiệp đó. Quá trời nó bu lại nó về đây rồi cả nhà. Đây. Đây cho bộ trao ngoài. Nó kêu rồi. Đó đó, trên cây đó cả nhà. Đây nè, đó. Nó kêu thấy con này dính nó bẫy cả nhà, nó bu là gì đó. Cá bầy nó lên cả nhà. Trời coi con đó mới đẹp kìa đó kìa. Quá trời. Thấy mê chưa cả nhà? Xuống xuống. Tiếp tục ở đây, đây có một cái cả nhà. Trời ơi. Trời ơi. Dính chảo chảo luôn ta. Hết biết thiệt. Thôi. Con này đã thả nó nha cả nhà. Con này đang phái. Có người ta cũng mua chơi chảo chảo này cả nhà. Này phải chảo chảo không ta? Để coi. Ủa, chơi chảo cho cái đậu giống mắt gì cả. Con này phải chảo chảo không cả nhà. Sao đẹp quá vậy? Con chảo chảo mà. Bắt về nuôi luôn nha cả nhà. Ủa, chảo chảo sao đẹp dữ ta? Coi về coi phải nuôi được không, phải chảo chảo không. Bữa nay bảy dính chim vậy là lạ không cả nhà. Thích thích cưng cho kệ bắt luôn, về coi để nuôi thứ im không cả nhà. Đây thấy cũng có người ta nuôi con này nữa nè, kệ luôn. Tiếp tục con này lại có cái nữa nè. Trời tính nó mất cái bẫy này vậy còn cũng đỡ dính chuột nữa. Hai mới đậu vô sáng măng cả nhà, hai bên luôn, hai đầu và lại lấy cái nhánh chè lại gạo lại. Lại cho vô túi lưới cái tiếp lại quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục ở đây là con cái cả nhà, đầu này dính chuột nữa cả nhà. Ở đây chui vô là dính chuột, chui vô là dính chuột. Hết biên chuột. Như lại cho vô tôi lưới cái clip để quay cái nhà xem cái nhà. Tiếp tục đây lại con cái nhà. Rồi rồi, hốt chuột nữa. Rồi, ngon, chuột bị rắn. Trời ơi, dính chuột này nó mừng cái nhà. Quá đã. Tụm ngày cái này làm hai em bị rắn rồi. Chuột mồi xuống quá vừa. Thế là giờ lại cái tiếp tôi quay cái nhà xem cái nhà. Tiếp tục trong đây là con cái nha cả nhà, đèm bẫy xi cua theo chắc ăn cả nhà, không có chật phát nào chứ. Vô là phải dính rồi chứ. Vô cái này dính hàng ngon. dính sọc cả nhà, sọc. Tài nghĩ là dính chuột nữa nghe cả nhà, bây giờ sáng là chưa có con sóc nào chứ. Qua đã. Sướng một em. Lại còn có 6-7 cái gì, chục cái gì nữa. Lại hết. Trời ơi con này hết biết rồi cả nhà ơi, bự. Cắn banh lò xo luôn cả nhà. Cái lò xo mà cắn banh luôn nè. Hết biết đã chưa? Có cảnh nào sướng bằng cảnh này. Đó, cái con này là lo đủ chi phí lại tiền xăng, tiền chuối rồi đó cả nhà. Tiền được ly cà phê luôn. Còn nhiêu là cái kia, những món kia là lại lời không đó. Quá đã. Chết bà, có xe xuống ta. Rồi có người xuống cả nhà. Để lại bỏ túi lưới cái tiếp tôi quay cả nhà xem cả nhà. Hết biết rồi. Quá trời người xuống à. Tiếp tục là chuột nữa cả nhà ơi.
Đây bảo đảm với cả nhà bữa nay dính không chật phát nào. Có vài cái không dính nha cả nhà. Mà lại lấy cảnh ít lợi nghe cả nhà. Qua trời. Thôi rồi con chuột. Lại cho vô đôi lưới cái clip để quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục trong đây nha cả nhà. Đây lại có con cái nữa. Khó quên chuột lắm. Được được ngon. Sướng. Thôi thôi bự cả nhà, bự rồi. Không được rồi. Còn nãy là chưa bỏ vô nữa nè cả nhà. Nhỏ, dính vậy đó. Tại cho vô tôi lướt cái tiếp tôi quay cái nhà xem cả nhà. Mỗi lần vô thăm là phải đem cái bẫy xí cua nghe cả nhà, để mà còng quầy cái ra vô đặt. Dính quá dính mà, dính chuột không cả nhà. Chuột này là con cái. Rồi. Chuột nữa. Đang ngủ. Tiếp tục chuột nữa nghe cả nhà. Đó. Thật biết im gì mà đặt dính chuột không. Quá nhiều nó vô trước hết nha cả nhà. Bắt. Mỗi một lần bắt không biết bao nhiêu mà nói. Cái tiếp tôi quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục đây là con cái nha cả nhà. Đó. Chuột nữa. Đây là bỏ tôi lưới cái tiếp để quay cả nhà xem cả nhà. Tiếp tục trong đây là con cái nha cả nhà. Cái này là cái cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn nha cả nhà. Để cái bẫy thầu dính đổ luôn. Rồi vô. Sắp bẫy cuối cùng. Hốt luôn. Đó. Sướng chưa cả nhà. Quá đã. Đặt chống đổng gì mà dính nha cả nhà. Mà đặt ở trong bịch là dính chuột không. Mà lại không dám đặt mà chống giống gì đâu nha cả nhà. Thì chỗ này là hơi kín. Đặt ngoài trống rồi mất hết luôn cả nhà. Mất bẫy hết. Trời ơi. Bữa nay trúng lại trúng mánh nè cả nhà. Quá sướng. Bữa nay trúng mánh. Mời chưa. Để lại cho vô túi lưới cái lại ra ngoài để cho cả nhà xem thành quả hôm nay luôn nha cả nhà. Quên nói cái kế tiếp nữa. Kế tiếp cái quen. Quen rồi cả nhà ơi. Bữa nay là dính nhiều quá nhiều cả nhà. Bữa nay là dính bữa nay cho là trúng mánh một bữa cả nhà. Bữa nay là ngày bữa nay là trúng mánh. Sáng mới ra thăm mấy cái bẫy gần nhà cả nhà. Là hốt được em trộn rồi. Rồi mới đem vô nhà rộng đó cái ông quán ông nghe cả nhà. Bị gì lai xách đi ngang đó, ông chạy vô ông mua luôn, ông sợ lai bán cho người khác nha cả nhà. Còn đó ký gửi cả nhà. Căng xong rồi trừ bị ra ký gửi lai được hai em sóc bữa nay lai còn lại được hai em sóc rồi bữa nay lai trúng dữ lắm rồi cả nhà. Đó hai em sóc của lai trong này nè. Đó sướng á, quá đã. Bỏ lá cây nhiều nhiều á cả nhà, bởi vì đi nắng dữ lắm cả nhà, để nó mệt nó đuối về mình cái đầu mình dưỡng lại lâu lắm cả nhà. Chuột của Lai á, bữa nay á chắc cũng trên 3 kg nữa nha cả nhà. Chuột bữa nay là lấy ít cái cảnh ít chuột lại đi nha cả nhà, quá trời nhiều rồi. Đây mà lấy hết một cái chắc cả tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Cái này là trên 3 kg á, chuột nhỏ mà trên 3 kg cả nhà, nhiều con lắm. Chắc 20 mấy con, quá trời dính à. Lai không quay bớt cả nhà, mà Lai quý nhất á cả nhà. Đó. Sợ nó cắn lộn cả nhà. Sợ nó cắn lộn. Lại quý nhất là con này nè cả nhà. Đó, lại về lại nuôi nữa cả nhà. Lại bỏ vô cho nó đẹp á cả nhà, bỏ vô mình bỏ nó cây vô cho nó mát, nó khỏe con chim. Chút lại về nhà lại bỏ vô chuồng lại quay cho cả nhà xem là lại được hai em mà cả nhà, hai em này nè. Em này là quý nha cả nhà. Em này á, thì Lai nghĩ á, thì cái giá trị mà theo mà bán về tiền á cả nhà, Lai cũng không giấu giếm nha cả nhà,
chắc cũng không chèm chèm với con tròn nữa nha cả nhà. Đó, khôn coi chừng còn hơn nữa. Lai bỏ vô cả nhà, là lai không có bán đâu nha cả nhà. Lai được cái đó là lai để chơi cả nhà. Bỏ chuột vô quá rồi, bữa nay thật bội nha cả nhà, ngon lành quá rồi. Bỏ cái cây lên cho nó mát nữa. Cuối clip rồi, like cũng không biết nói gì hơn. Like chúc cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Like hẹn lại cái nhà clip tiếp theo. Like mến chào và tạm biệt cả nhà. Con chim nhỏ về nó tục này cả nhà, thấy cưng cả nhà, làm như nó quen người luôn vậy đó. Nó tục like nha, đó lại nuôi hết luôn cả nhà. Đây cho cả nhà xem hai em cưng của Lai đây đó. Một em bên kia là khôn nghe cả nhà, cầm gậy dắt sáng kêu gệnh cho nghe cả nhà đó. Còn em này mới về, em này thì mới về luôn, quả đã nguyên cặp đó. Hai con giống hịch nhau luôn nghe cả nhà. Để lại mở hí chuồng cho cả nhà xem các em đây. Em đây nhiều con nhát quá quay không được. Còn em đây thì ổng thì thôi lìa lịa luôn nghe cả nhà đó, nhảy qua nhảy lại lìa lịa luôn. Còn ông này thì thôi, ổng sợ ai đâu nghe cả nhà đó. Ủa con chim này con không phải con trâu chảo luôn nghe cả nhà. Lai tính luôn trâu chảo không, cái đầu nó sừng, hơi sừng sừng lên, nó gặp người cái nó sừng sừng cái đầu đó lên đó cả nhà đó, dựng tóc đầu trước quá đã. Lai nuôi hết cả nhà, sướng vô cùng rồi. Lai bà nói bắt được con nó nuôi thì trắng cặp, ai già được em nữa, quá đã. Lai mê nhất là con chim này nghe cả nhà, sáng gáy kêu gần hết trơn.